Wow, xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt của các cặp đôi yêu nhau. Ngày hôm nay là ngày 14 tháng 2, có nghĩa là ngày Valentine. Tính ra là những cái bạn FA thì không thích cái ngày này một chút nào. Và trong video clip ngày hôm nay thì mình tập lập ra một trận đấu, đó là uyên ương tương tàn, gia đình đổ nát để có thể đòi quà Valentine của nhau. Và trong video clip này thì có những ai, chúng ta sẽ cùng theo dõi nha. Trong video clip ngày hôm nay thì mình sẽ chơi anh chàng Hayate, bộ trang phục Ngân Lang, một bộ trang phục cặp với Ari Mị Hồ. Và tiếp theo là có Triệu Vân Quý Công Tử đi cùng với Illumea Hồng Hoa Hậu. Trời ơi, Triệu Vân đang đi tìm vợ rồi các bạn ạ. Vợ anh đâu? Triệu Vân đang đi tìm Illumea. Còn Arthur Si Tình Kiếm thì cặp cùng với Teo Nát Trung Tình Tiễn nha. Ôi giời, Lưu Bố đòi quà rồi. Từ từ, bình tĩnh mấy anh ơi. Bình tĩnh nào. Lưu Bố Nam Vương thì cặp với Điều Thuyền Hoa Hậu nha. Và cặp đôi cuối cùng đó là Elsu Gilta Tình Ái cặp với Rosie Kèn Ái Tình. Đấy. Trong những cái cặp đôi như thế này thì chỉ có ba cặp đôi có chữ Valentine các bạn ạ. Tại vì Liên Quân có 3 mùa thì 3 mùa Valentine đều có 3 chữ. Còn mấy cái bộ trang phục kia thì không có chữ Valentine khi mà phần lát trận. Ok, trận đấu này thử xem là không biết là chị Airi nhà ta chạy đâu rồi. Ôi trời đất ơi, Elsu bắn gắt thế này thì sao đỡ nổi. À thơ kia vào bảo vệ. Úi giời ơi, nhìn thấy người yêu của mình bị thằng khác chém. Đau lòng quá. Mình công nhận là Elsu là vừa xong ngoại tình thẳng với Teo Nát công khai trước mặt của Arthur. Arthur bị cắm cho bản thân là hai cái sừng trên đầu rất là to à. Mình nhìn thấy qua là cả hai đội cảm thấy cực kỳ mặn với những câu chat. Đây là một trận đấu tỉ chọn nhá, chứ một trận đấu ngẫu nhiên thì chúng ta sẽ không gặp được như thế này đâu. Bây giờ mới nhìn thấy chị Airi nhà ta. Ý ấy, vợ đánh chồng không trượt phát nào à? Hay là chồng đánh vợ không trượt phát nào? Ông Triệu Vân cứ núp trong bụi làm cái gì đấy? Bây giờ thì team bạn lại chạy hết đi rồi, chả làm ăn được cái gì cả. Phải mạnh mẽ lên, phải giành giật lên. Triệu Vân ơi, vào đi Triệu Vân. Trời ơi, núp hoài. Trận đấu này thì mình không được đi cùng với Airi, hơi bị buồn. Do Airi đi rừng, Airi team kia đi rừng và kèm theo là nó đi ngoại tình mất rồi. Thế nên là lát nữa thì mình sẽ chia tay thẳng thừng. Mình sẽ đi tìm cô nàng khác để có thể là tìm kiếm một tình yêu mới. Ây da, căng quá. Thế rồi Airi rồi, Airi là của mình. Để cho mình mạng Airi, đúng rồi, đấy. Chồng bảo mà vợ không nghe, ấy da. May là mình có thanh tẩy, thôi từ. Ngày Valentine là ngày gì? Nói qua cho những bạn nào mà chưa biết ngày Valentine ngày gì nhá. Ngày Valentine là ngày gì ta? Là ngày mà cả thế giới tôn vinh tình yêu đôi lứa, tình cảm giữa các đôi tình nhân và bạn bè khác phái. Và họ bày tỏ tình cảm của mình bằng cách gửi cho nhau thiệp Valentine, hoa hồng hoặc là sô-cô-la. Và một số loại quà tặng đặc biệt khác. Đấy là về cái ngày Valentine. Không biết là các bạn đã bao giờ được tặng hoa, được tặng quà hoặc là tặng sô-cô-la vào ngày này chưa? Nói thật ra thì không biết là mấy ông mình thì mấy chục mùa khoai sọ chưa được lọ mọ cùng ai rồi. Thì cũng chưa được cảm giác là không biết là ăn sô-cô-la nó như thế nào. Hầu hết toàn ăn hàng fake thôi chứ còn chưa ăn hàng thật. Các bạn nào ăn sô-cô-la rồi thì có thể là nói cái cảm nhận của các bạn cho mình. Chứ còn ngày này buồn lắm các bạn ạ. Thế nên mới gặp làm video clip cặp đôi tương tàn. Những bạn FA xem xong video clip này đừng có tủi thân nha. À thơ ơi, vào trước đi. Vợ Teo Nát trước mặt kìa. Trời ơi, à thơ kìa. Đập nó, đúng rồi. Trời ơi, tiếc quá. Kiếp tỏ tình bằng trái tim. À đâu, bằng bông hoa to thế. Thôi, lần này thì mình cũng cứu được Arthur rồi. Chịu thôi. Tầm này thôi cứ về lên mà farm tiếp thôi. Các bạn để ý giúp mình là những bộ trang phục Valentine trong trận đấu ngày hôm nay đều hiện kỹ năng. Nó thiên hướng theo kiểu là tình yêu ngọt ngào, nhiều trái tim. Ví dụ như là hiệu ứng của Triệu Vân Illuma thì là hoa hồng, Airi và Hayate thì hiệu ứng sẽ là trái tim. Đấy.
Còn Rosie với Elsu cũng là trái tim luôn. Rất nhiều trái tim như mình, như là điêu thuyền với lữ bố, như là mình chưa biết là nó tạo ra hiệu ứng gì. Chả biết liên quan gì không, để lát nữa xem. Đánh nhau gắt quá trời. Khéo trận đấu này mình cần phải ép trụ nhanh nhanh đường rồng, sau đó đi hỗ trợ thôi, chứ không như thế này nhạt lắm. Ari không thèm ganh mình các kiểu. Ngày hôm nay thì các bạn nên ở nhà, mình khuyên các bạn thật lòng. Bây giờ thì nên ở nhà thôi, những bạn nào FA ở nhà chứ đừng ra đường. Ra đường mà nhìn thấy người ta gọi là cặp đôi với nhau, đèo nhau rồi hôn hít các kiểu, chỉ cảm thấy là tủi thân thôi, tốt nhất ở nhà chơi game. Chơi game như mình thế này. Đấy, bây giờ còn điều tiền đang tìm chồng đâu rồi, này có chết tôi không? Nó đi ngoại tình rồi. Chơi luôn, trời ơi, hai mạng trước mặt. Nhưng mà mình chỉ có mạng hỗ trợ nên đây là mạng của mình. Đó, phải thế chứ. Arthur là ăn mạng teo nát là đúng rồi, nhưng mà mình ăn mạng của Iluma vừa xong thì hơi sai sai. Ép trụ luôn nha. Tranh thủ lấy ép trụ luôn. Cái gì ta? À, mình rất là cảm ơn 9 bạn còn lại đã cùng mình để tạo ra một video clip này dành đến cho mọi người vào cái ngày vô cùng đặc biệt, đó ngày Valentine. Đúng rồi, đấy, Irene tìm mình đấy. Nhưng mà không được đâu, xoái ơi. Ui rồi, quỷ diệt sư nó rồi đâu. Em xin một mạng nào. Hết sư lính rồi. Chất tướng của hai bên thì theo mình cảm nhận thì chất tướng của bên nam thì mạnh hơn chất tướng bên nữ. Nhưng mà tính ra thì team bạn cũng đẹp, đâu phải là không đẹp đâu. Có teo nát đi đường rồng hợp lý này, điều thiền mà đi hỗ trợ cho teo nát là cảnh trợ thủ cũng hợp lý luôn. Iluma thì đi đường giữa, Ari đi rừng, Rosie đi top, quá chuẩn bài. Trời ơi, không có lính. Cứ ra đến nơi đấy, cố gắng ép luôn trụ này. Và hình như là đường trên đang chuẩn bị thoảng choảng nhau rồi thì phải. Để mình lên hỗ trợ anh em cảnh coi. Ari là của mình. Nào, vợ người ta. Vợ mình không phải vợ các bạn. Đó, trời ơi, lữ bố mất nét. Trời đất ơi. Ôi, mất rồi. Chúng ta tìm mối tình khác. Tìm Rosie chẳng hạn này, Rosie. Ây da, rồi Rosie nó kéo mình đến tận giường. À, tận về nhà. Ôi, đấy, vẫn có mạng siêu việt. Khổ lắm cơ. Cướp Rosie trước mặt Elsu chắc là hơi cay cú các bạn ạ. Chết rồi, lữ bố hơi tham rồi. Ôi trời ơi, tham thế à trời. Vào cái thời điểm mà hiện tại thì dịch cúm virus corona đang hoành hành như thế này thì mình nghĩ là các cặp đôi nên ở nhà chơi những bộ trang phục đôi trong game, xong rồi bày tỏ tình yêu trong game là được rồi. Bây giờ các bạn ra ngoài thì cũng rất là nguy hiểm. Ra ngoài đường bây giờ thì lại phải đeo khẩu trang thì làm ăn được cái gì đâu. Đấy, phải đeo khẩu trang thì đỡ bị mắc phải virus corona. Tốt nhất là cứ ở nhà như mình. FA cũng có cái sướng của FA, ở nhà đỡ bị lây bệnh virus. Nào, Arthur ơi, mình cần Arthur vào trước. Chỗ này có 4 nàng, 4 cô nàng xinh đẹp. 4 cô nàng xinh đẹp, kích quạt chiêu cuối tăng tẩy vẫn này là ui ui diệt toàn toàn đấy à. Xin một mạng nữa nào. Sơ sơ như là mình có ăn được một mạng thôi thì phải. Ép luôn. Mấy anh mạnh tay quá, Ari là của em. Bảo rồi, Ari là của em không phải của anh. Của mình. Này thì Ari truyền thuyết. Ây da, còn điêu thuyền. Này thì điêu thuyền. Trời đất ơi, tối nay mà ngủ gầm giường thì cũng chấp nhận thôi các bạn ạ. Tại vì là Ari trong trận đấu này cũng ngoại tình khá là nhiều rồi. Bản thân mình thì mình chưa chết mạng nào cả. Cần lính lên để đẩy trụ luôn. Cái gì Ari không kìa, quan tâm tui hết. Chia tay, quan tâm gì cái tầm này. Từ đầu game đến giờ mình chứng kiến Ari đi với bao nhiêu thằng rồi.
đi hết Arthur đến Lữ Bố rồi sau đó lại thêm cả Triệu Vân. Lại còn gọi Hayate ơi. Được rồi, đã thế để người ta trả lời Phũ Phàng. Làm nốt mạng của Teo Nát đã, cho Teo Nát chết. Teo Nát rồi, chạy đâu? Chạy đâu hả? Xin mạng Teo Nát. May quá mình mất liền. Từ từ nhá. Cái tầm này là chia tay luôn Ari. Cái tầm này là không yêu đương gì hết. Tí tuổi đầu rồi đi yêu đương. Ây da, chết. Úi dồi ôi, may quá. Định chat đúng một câu thôi mà khổ, suýt là gì chết. Đâu rồi Ari rồi. Để cho người ta chia tay thẳng thừng cái coi. Chia tay đi. Hình như là hơi vững vàng các bạn ạ. Chia tay thẳng luôn. Theo như bên Liên Quân thì Ari bỏ Ryoma để theo Hayate. Bây giờ Hayate sẽ có một cốt trận khác khi mà mình đã cho Hayate chia tay Ari. Đấy, bị đá thẳng thừng. Quên mất, nhân dịp ngày lễ Valentine thì mình xin gửi lời chúc của mình tới tất cả các cặp đôi đang yêu nhau. Chúc cho mọi người luôn luôn giữ được tình yêu nồng cháy. Chúc cho mọi người khi mà yêu nhau có thể đến được với nhau và cưới nhau làm vợ làm chồng. Đấy, chung sống với nhau đến đầu bạc răng long. Nói chung là chúc cho mọi người có một tình yêu bền chặt, gắn bó. Rồi chúc cho những ai mà chưa có người yêu thì có thể tìm được sớm tìm được một nửa tình yêu còn lại nha. Một nửa yêu thương còn lại. Và bây giờ thì chắc có lẽ là chúng ta sẽ nên làm một pha combat cuối cùng cái nào. Mình chỉ cần một người vào mở combat và sau đó kích hoạt chiêu cuối thẳng vào. Kích hoạt thêm thanh tẩy nữa thì Wizzy toàn toàn. Trời ơi tôi chết mất rồi. Cuối cùng mình cũng chết nhưng mà làm được triple kill. Hình như là hơi mạnh tay. Quét sạch luôn. Điêu Thiền chỉ biết ơ và không biết làm gì cả. Sao đánh vợ tôi thì chịu rồi Triệu Vân ơi. Thôi kết thúc trận đấu luôn nha mọi người nha. Tập này thì đội của chị em phụ nữ là không kịp hồi sinh rồi. Video clip của mình đến đây là kết thúc mất rồi. Và rất là cảm ơn các bạn đã cố gắng theo dõi video clip của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye bye người. Hello, xin chào tất cả mọi người. Hiện tại thì mình đang live stream trên ứng dụng Nodo Live vào những buổi tối để có thể kéo danh kim năm. Vậy nên các bạn nào có nhu cầu muốn giao lưu cùng mình, muốn chơi cùng mình thì có thể qua Nodo Live follow ID 8915517 để có thể nhận được những thông báo trước khi mình live stream.